the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ đến hoàn thiện cái phần cửa trong công trình. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cửa, các bạn thấy là các cái phần cửa chính nhé, cửa ra vào, cửa đây, cửa lối ra vào này, hoặc cửa phụ này. Sau đó ta sẽ vẽ đến cái cửa, các cửa thông phòng, cửa vệ sinh. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái cửa chính này trước. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ đến cửa phụ và cửa vệ sinh. Ở bài này thì nó không có cửa sổ, à đây, có cửa sổ ở đây, một cái, hai cái. Vẽ cửa chính trước cửa sổ sau, hoặc là bạn có thể là đảo ngược thứ tự, miễn sao bạn đi lần lượt là ok. Thế ra đây các bạn sẽ vẽ ở đây phần cửa nhá. Phần cửa ở đây các bạn sẽ vẽ là khoảng bao nhiêu? Cái này nó sẽ khoảng tầm 2m4 nhá. Cái cửa này độ rộng khoảng tầm khoảng 2m4 thì các bạn sẽ vẽ mà tư khoảng và chia đôi khoảng tầm 1m2. 1m2 ra. Chúng ta sẽ vẽ một nửa cái này. Copy sang đây và đối xứng sang. Bây giờ ta sẽ bắt đầu vẽ này. Đấy, bắt đầu vẽ line này. Vẽ sang bên này, ta sẽ ngang chừng ở đây. Bạn sẽ vẽ một cái đoạn ở trung điểm ở đây ra tầm khoảng 2400 được ạ. 2m4 ở đây. Đấy, ta sẽ ngăn được cái khoảng cách của vị trí cửa ở đây. Bây giờ các bạn sẽ chim phần kia đi. Đấy. Chọn hai đầu này và chim cái phần này đi. Đấy, vậy anh ta đã được cố được cái phần cửa này. Thế tại đây cái trục chúng ta đang khóa vào nhá. Rồi chào. Ok, ở đây chúng ta sẽ để tầm khoảng 50 220 và ta cho 50. Để vẽ vào đây, đặt vào đây. Được chưa? Tại đây các bạn sẽ vẽ cái gì tiếp theo? Sẽ nhau là khoảng 40 nhân với lại 15. Ok, 40 nhân 15. Đó. Tại đây các bạn sẽ nhập trước là khoảng 40 nhân với khoảng 15. Đấy, các bạn dễ di chuyển cái này vào đây. Đấy, và trim đi. Chưa? Di chuyển cái này. Thì tại đây các bạn có thể là MI này sang. Dạ. Giữ shift chuột phải này, chọn cái pin point. Bắt đuôi điểm này. Chọn cái này chúng ta sẽ đối xứng này, MI này, shift chuột phải chọn cái pin 2 point này. Đặt vào đây, ăn khớp vào đây chưa? Bây giờ bạn sẽ vẽ cái gì? Bây giờ ta sẽ vẽ là divide này đi, divide là 4 đoạn, 4, ăn lướt luôn. Ở đây chúng ta sẽ vẽ các cái này đầu này ra, các bạn biết này. Các phần cánh cửa R này ở đây khoảng bao nhiêu? Khoảng các bạn sẽ kéo đây. Đó. Thế này chúng ta đã ăn khớp được chưa? Ăn khớp vào rồi, bây giờ các bạn sẽ RO xoay này, bật F8 này, F8 thẳng đứng luôn rồi. Bây giờ các bạn sẽ vẽ là gì? Vẽ luôn một điểm tròn vào đây. Có thể kéo vào đây. Cái phần cửa kính này các bạn có thể vẽ một hai cái gì đó ở đây. Bây giờ các bạn có thể là copy cái này.
Ok. Xóa hai này đi. Quét ở đây. Mi. Quét thằng hai đây, quét phát đây nữa. Mi. Điểm này, F8 lên. Đó, xong. Chúng ta đã thu được cái cửa này. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái phần này. À này, mình quên mất là chúng ta sẽ vẽ, chưa vẽ cái nét thấy ở đây. Các bạn sẽ vẽ bổ sung cái nét thấy vào đây. À, mình bỏ son mất. Đây, cái nét thấy ở chỗ này. Mình sẽ ăn vào đây. Dạ, chuẩn luôn. Ở đây mình nét thấy cái phần bậc cái phần bậc xuống ở đây. À, tiếp đến chúng ta sẽ vẽ phần cửa bên này. Cái cửa bên này các bạn có thể là copy phần bên này sang. Sau đó ta sẽ nhân đôi lên và đối xứng. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy như sau, quét qua ông này. Đấy, quét qua cái phần khuôn cửa ở đây nữa. Đấy, copy. Đấy, sang bên này. Yeah. Ở đây chúng ta sẽ vẽ là gì? Ra ngoài khoảng tầm F8 đi, khoảng tầm 110. Chúng ta sẽ vẽ vào đây. Đấy, xóa này đi. 110, thì bây giờ các bạn sẽ đặt cái này vào đây. Chỗ này đang bị gì thiếu không ạ? Đó. Mấy ha. Đó. Mấy rồi thì bây giờ các bạn có thể là gì? Dream quét chọn qua cái này. Và chọn một phần nét cắt này. Đã chim đi. Và ta đã có được phần cửa ở bên dưới này. Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì ạ? Đây là phần cửa sổ. Cửa sổ của ta đây, bạn vẽ ngang đây và chúng ta sẽ, các bạn sẽ để lên đó và nó ngang với cái này, thì cứ thế mà chúng ta cắt thôi, cắt phần cửa sổ ở đây. Cửa sổ chúng ta làm đơn giản nhé, ví dụ như chúng ta sẽ vẽ phần cửa, vẫn là phần nét cửa, nó sẽ kéo ngang đây và trim cắt phần này. Phần này chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một hình rectangle ở đây. Đó. Vẽ vào đây. Để như vậy đơn giản thôi, là chúng ta đã hiểu đây là một cái cửa rồi. Tiếp đến phần này chúng ta sẽ vẽ phần cửa sổ bên này. Cái cửa sổ bên này là khoảng bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ để cửa này tầm khoảng 220 này, 440. Chúng ta sẽ để khoảng tầm 500. Thì chúng ta sẽ vẽ tích vào đây. Offset ra khoảng 250. Đấy, kéo này vào đây. Mua vào trong. Xóa này đi. Cream. Rồi, vậy là ta đã xong cái phần cửa. Tiếp đến là phần cửa vệ sinh. Thì cửa vệ sinh chúng ta để một tầm khoảng 700 rồi. 700 chúng ta sẽ ở đây vẽ 110 và offset ra. Ví dụ sau chúng ta sẽ vẽ rectangle. Đó, vẽ ở đây là bao nhiêu? 110. Vẽ đây. Ok. Offset ra một tầm khoảng 700. Hơi như nó hơi rộng rồi. Hình như phần tường này đang hơi bị xa, nó đang là khoảng 630. Thì mình để nó tầm khoảng 430 nhé. Của 50 các bạn phải quét qua cả cái đoạn này, các bạn sử dụng stretch này. Đấy, quét qua cái phần này nhé, quét. Đấy, bạn đấy mình chọn vùng này. Quét này. Và gõ xuống nó bao nhiêu? Trừ đi 200 đúng không ạ? Sang trái 200 bạn gõ là 200. Đấy, thì nó sẽ còn khoảng tầm 430 thôi. Thì tại đây các bạn ok phần cửa này sang khoảng tầm 700. Đó, thì nó sẽ dư phần này. Sau đó các bạn trim đi. Rồi tại đây các bạn sẽ vẽ cái cửa này, vẽ vào đây để chợ khoảng tầm khoảng 50 nhân lên 110. Mua vào đây. Chúng ta để nhầm nét thấy, các bạn phải quét qua đây. Để nét cửa. Đó. Nét cửa này, rectangle này. Đầu này vào khoảng tầm 15, ta sang vào tầm khoảng 50. Dạ. Trim đi.
quan trọng quả cải này chúng ta sẽ để sang rồi nét cửa. Và bây giờ ta sẽ vẽ một cái rectangle vào đây. Rồi, và gì vẫn là nét nét cửa mới đúng không ạ? Rectangle. Tiếp đến chúng ta sẽ xoay RO 90 độ ạ. Và gì ta sẽ chuẩn luôn. Đầu này chúng ta có thể kéo vào đây. Đó. Phần đây chúng ta sẽ để nó nét thấy cái phần G cửa ở đây. Ok chưa? Ở đây chúng ta sẽ vẽ thêm một số cái cho màn kính này. Phần này thì chúng ta sẽ làm qua loa một chút thôi, không còn chi tiết quá đâu. Ok, vậy chúng ta đã có được cái cửa vệ sinh. Tiếp đến chúng ta các phần đồ nội thất này chúng ta sẽ không phải vẽ, mà lát nữa chúng ta sẽ lấy thư viện thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy thư viện. Cách lấy thư viện đẹp chuẩn. Ở đây chúng ta sẽ vậy là chúng ta vẽ xong phần cửa.